Xin chào anh em, chào mừng các bạn đã quay trở lại với chuyên mục review đồng hồ của Watch Việt Nam. Hiện tại thì trong kho hàng đang có một vài cái chiếc đồng hồ khá là thú vị, cho nên là mình sẽ tiến hành làm một vài cái video ngắn nói về những cái chiếc đồng hồ này. Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng trên tay và chiêm ngưỡng một cái chiếc đồng hồ Raymond Weil Geneva rất là đẹp. Cái dòng này là dòng Amadeus 200 Automatic của hãng. Đầu tiên là mình sẽ xoay một vòng cho các bạn cùng xem về cái chiếc đồng hồ này. Như các bạn đã quan sát thấy, chúng ta sẽ có một cái chiếc đồng hồ có phong cách thiết kế nó rất là thể thao. Cái chiếc này thì về kích thước thì nó rơi vào khoảng tầm 34-35mm, là một kích thước nó dành cho cổ tay, những anh em nào có cổ tay bé hoặc là nữ đều đeo rất là đẹp. Và cái chiếc này thì nếu mà các bạn nào chơi sâu về đồng hồ thì khi nhìn qua các bạn sẽ thấy ngay được nó rất là giống với một cái chiếc đồng hồ thể thao sang trọng của hãng Vacheron Constantin, đó là cái dòng sản phẩm Overseas. Tuy nhiên là cái dòng sản phẩm này thì nó mang tính chất là một chiếc đồng hồ nó hunger thôi, tức là bắt chước về kiểu dáng. Cái chiếc này thì nó sẽ được làm từ thép không gỉ, thép đặc toàn thân. Cảm giác cầm lên tay nó rất là đầm tay các bạn nhé. Và kèm theo đó là nó sẽ sử dụng một công nghệ mạ tĩnh điện, mạ điện sử dụng vàng 18K, mạ vàng toàn thân. Đằng sau này chúng ta sẽ có cái dòng chữ vàng 18K, trong đó mình sẽ cho các bạn xem. Ở phần phía trước thì các bạn thấy được là đây là một cái chiếc đồng hồ nó sử dụng cái phương pháp đó là thiết kế đồng hồ thể thao sang trọng bắt chước một chiếc đồng hồ có tên là Overseas, và nó sử dụng cái bộ dây tích hợp. Thì các bạn thấy được là cái bộ dây này thì nó sẽ là một cái dạng bộ dây gần như kiểu là nó đính liền thân đối với cái chiếc đồng hồ, tất nhiên là chúng ta có thể tháo được. Tuy nhiên là cái phong cách thiết kế này thì nó tạo ra cho chúng ta một cái chiếc đồng hồ trông nó khá là liền lạc. Ở phần mặt trước thì đồng hồ sẽ sở hữu một cái mặt số, mặt kính sapphire trong suốt. Cái mặt kính này thì nó sẽ được tráng phủ một lớp chống phản xạ ánh sáng có màu xanh. Các bạn thấy là khi mình nghiêng qua nghiêng lại dưới ánh đèn thì nó sẽ có màu xanh nó hắt lên. Cái mặt số này thì nó rất là đẹp. Ở bên dưới chúng ta sẽ có một cái mặt số màu đen tuyền, và tất cả những cọc số trên chiếc đồng hồ này nó đều là cọc số kim cương thiên nhiên các bạn nhé. Cái cọc số kim cương thiên nhiên này thì nó bắt sáng rất là chất lượng và nó đem lại chúng ta một cảm giác cực kỳ là sang trọng. Ở đây chúng ta có dòng chữ Raymond Weil Geneva, là một nhãn hiệu đồng hồ giá thành phải chăng dành cho những người nào mà mới tập chơi, mới bước vào, và hoặc là những người nào có cái tài chính không quá nhiều, chúng ta vẫn sở hữu được những chiếc đồng hồ thụy sĩ chất lượng. Ở phần trung tâm thì chúng ta có một bộ ba kim, đó là kim giờ, kim phút và kim giây. Bộ ba kim này thì nó sẽ có màu vàng đồng màu với bộ vỏ. Tại góc 3 giờ chúng ta có một là cái ô lịch ngày, là chúng ta gọi có dòng chữ Amadeus 200 là tên của cái dòng sản phẩm. Chiếc đồng hồ này thì nó sẽ chạy một cái máy tự động lên dây cót. Cái dòng máy này thì nó là máy ETA thôi, nó cũng không có gì là quá đặc biệt. Tuy nhiên là cái máy này thì nó khá là mỏng. Thì các bạn thấy được là cái bên hông của chiếc đồng hồ này thì nó tương đối là mỏng. Ở đây chúng ta có dòng chữ Swiss ở ngay chân mốc 6 giờ. Đối với các bạn, cái mặt số này thì thực sự là mình rất là thích. Mặc dù kích thước của nó cũng bé thôi, tuy nhiên là cái phần thiết kế cọc kim cương, đấy, kim và bộ kim màu vàng kết hợp với lấy cái mặt là số màu đen thì nó tạo ra chúng ta một cái nét nó tương đối là sang trọng khi mà đeo lên cổ tay. Đi sang phần thân vỏ của chiếc đồng hồ này, như mình đã nói thì nó được làm từ thép đúc, cho nên là cảm giác cầm trên tay cái chiếc đồng hồ này nó khá là đầm. Thế mặc dù đây là một cái chiếc đồng hồ kích thước nó không quá là to. Ở bên ngoài niềng thì chúng ta sẽ có một cái bộ niềng băm như thế này. Đó, khi nhìn qua thì chúng ta sẽ hơi có chút giống như cái bộ niềng của cái hãng đồng hồ Rolex. Ở xung quanh thì bộ thân vỏ nó sẽ được làm tương đối làm mỏng các bạn nhé. Các bạn thấy được là cái bộ thân vỏ của chiếc đồng hồ này nó được làm khá là mỏng, đang còn trong tình trạng tương đối là mới. Ở phần bên hông thì nó sẽ được đánh phay xước. Toàn bộ thân vỏ sẽ được mạ vàng tĩnh điện 18K. Đây các bạn có thể thấy ở phần mặt sau chúng ta có dòng chữ 18K Gold Electric Plated, chống nước 10m. Đấy, cái bộ dây này thì nó cũng là một dạng bộ dây có 3 mắt. Các bạn thấy được là hai mắt ở bên ngoài thì nó đánh phay xước, còn mắt ở trung tâm người ta sẽ làm bóng khá là đẹp. Cái chiếc đồng hồ này nó sẽ có chức năng hacking, khi các bạn rút ra thì chiếc đồng hồ sẽ dừng kim giây cho các bạn điều chỉnh giờ, và khi các bạn đóng nút vào nó sẽ tiếp tục vận hành. Mặt sau của chiếc đồng hồ thì cũng rất là đẹp, để các bạn thấy được cái mặt sau của chiếc đồng hồ này đó, nó sẽ có logo dòng chữ Raymond Weil. Thì các bạn nghiêng qua nghiêng lại dưới ánh đèn như thế này thì ánh vàng nó hắt ra cực kỳ là tuyệt vời, nó giống như một cái khối vàng vậy. Và các bạn có thể thấy là cái phần nắp đáy được làm khá là cầu kỳ, đấy, chống nước 50m, 18K gold.
Ngọc vàng 18K, kính sapphire. Và cái phần logo đằng sau thì nó sẽ được làm nổi cái chữ logo Roman Gale, xung quanh thì người ta sẽ làm nhám. Trông khá là cầu kỳ. Và cái nắp ra đáy này thì nó sẽ được bắt vít các bạn nhé. Nó sẽ được bắt vít. Ở đây, nó sẽ được bắt những cái vít ở đây rất là chắc chắn. Và cái bộ dây này thì nó sẽ là một cái bộ dây có khóa bấm. Đấy, bấm hai chiều là các bạn sẽ bấm nó vào như thế này. Thì các bạn là không dùng nữa, các bạn là sẽ bật nó ra. Mình sẽ thử gấp lên tay cho các bạn là cùng xem. Ở cái chiếc này thì lên tay nó cực kỳ là đẹp các bạn nhé. Cái dòng sản phẩm này thì nó dành cho anh em nào có cái cổ tay bé hoặc là chị em đều có thể đeo được. Và kích thước của nó là cực kỳ là đẹp. Nó rơi vào tầm 35mm và khi chúng ta đeo lên cổ tay thì nó giống như một cái khối vàng, giống như một cái lắc tay bằng vàng, nó choán lên cái cổ tay của các bạn. Cảm giác đeo cũng cực kỳ là sướng. Nên mình cũng phải khẳng định với các bạn luôn là cái chiếc này thì nó đeo cực kỳ là ôm tay, bởi kích thước của nó tương đối là mỏng. Và cái bộ dây này thì nó, bộ dây này và cái kiểu thiết kế này thì nó rất là ôm tay. Đấy, một trong những cái chiếc đồng hồ mà mình đeo lên cảm giác nó rất là sướng, mặc dù là kích thước nó bé thôi. Và cái chiếc đồng hồ này thì nó sẽ có giá là tầm 24 triệu. Đấy, các bạn nào có nhu cầu muốn mua cái chiếc đồng hồ này thì các bạn có thể tham khảo cái số điện thoại mình để bên dưới phần mô tả video của người tài trợ là bác Hiệp Trọng. Một cái chiếc đồng hồ này thì có lẽ là anh em nào tay nhỏ thì đeo nói chung là rất là tuyệt vời. Đấy, các chi tiết từ trước ra sau thì mình cảm nhận được là nó làm khá là trau chuốt và nó đẹp, sang trọng, chất lượng và chắc chắn. Các bạn có thể cầm đấy, bộ dây rất là chắc chắn và toàn bộ chiếc đồng hồ nó tương đối là nặng. Rồi, video sẽ chấm dứt ở đây. Hẹn gặp lại các bạn ở những video clip lần sau. Các bạn nhớ đăng ký kênh để theo dõi những video clip mới nhất nhé.